đang bật khóc khi nhắc về người mẹ quá cố trong đêm live show. Mang live show tràn hề xứ Quảng Hai về miền Trung, Trường Giang mong muốn đem tiếng cười của mình để phục vụ khán giả quê nhà. Thế nhưng chính anh lại rơi nước mắt khi nhắc về người mẹ quá cố của mình. Trước khi live show tràn hề xứ Quảng Hai với chủ đề về quê diễn ra vào tối 12 tháng 11 tại Đà Nẵng, Trường Giang cùng ekip thực hiện chương trình đã có đêm diễn đầu tiên tại nhà hát Sao Mai, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Sở dĩ Trường Giang chọn Phú Yên là nơi dừng chân bởi chính nơi đây mẹ ruột của anh đã qua đời sau một tai nạn giao thông cách đây 30 năm. Trong đêm diễn tối 11 tháng 11 tại Tuy Hòa, mở đầu chương trình, Trường Giang đã chia sẻ với khán giả lý do anh chọn Phú Yên để diễn. Và Trường Giang đã bật khóc nhắc nhớ về người mẹ ruột của mình. Anh cho biết, ngày xưa mẹ đi buôn bán, gia đình tôi khá giả. Nhưng sau khi mẹ qua đời, gia đình tôi trở nên rất khó khăn. Mẹ mất do bị lật xe ở đèo cả. Trên xe có mười mấy người, nhưng chỉ mỗi mẹ tôi mất. Bà con ở Phú Yên đã giúp đỡ tận tình để đưa xác mẹ về quê hương Quảng Nam. Với hai đêm diễn được tổ chức tại Phú Yên 11 tháng 11 và Đà Nẵng 12 tháng 11, trong live show Tràng Hề xứ Quảng Hai, chủ đề về quê, Trường Giang đã tự viết hàng loạt tiểu phẩm hài mang về nội dung mới mẻ, đặc sắc nhằm khắc họa chân dung hành trình sự nghiệp của chính mình. Trong show diễn, khán giả vẫn gặp lại hình ảnh thân thuộc của Trường Giang trên sân khấu Việt Nam trong suốt những năm vừa qua. Đó là những nhân vật tạo nên tên tuổi và thương hiệu của mình như ông Mười Khó, anh lái taxi vui nhộn, ông già nhà quê khó tánh. Đồng hành cùng Trường Giang trong live show là các nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Đàm Vĩnh Hân, nghệ sĩ hài Trấn Thành, Hoàng Sơn, Cát Phượng, Thu Trang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Lâm Vĩ Dạ, Lê Hoàng, ca sĩ Hiền Thục, Trương Quốc Bảo, diễn viên Nhã Phương và Trường Giang. Sinh ra ở miền Trung, rồi sau đó theo gia đình đi kinh tế mới vào Đồng Nai. Với Trường Giang, quê hương vẫn là những điều thiêng liêng nhất, là nơi anh dành nhiều tình cảm nhiều nhất. Bởi vậy, trong những tác phẩm hài của Trường Giang luôn mang bóng dáng quê nhà và lối diễn đậm đà trước giọng hài hước của người xứ Quảng. Ngay cả giọng nói của nhân vật, Trường Giang cũng sử dụng giọng nói gốc Quảng của mình. So với các nghệ sĩ hài khác, Trường Giang là người trung thành lâu nhất với cách tạo hình nhân vật và phong cách biểu diễn mang nhiều dấu ấn cá nhân của anh. Trường Giang từng có những năm vất vả trong cuộc sống, nhưng với tình yêu nghệ thuật cùng sự phấn đấu không ngừng nghỉ của bản thân, cuối cùng anh cũng làm nên tên tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh và được nhiều khán giả đón nhận. Hiện tại anh cũng trở thành hiện tượng phòng vé tại các tụ điểm giải trí ở thành phố. Ý tưởng mang một live show nghiêm túc và hoành tráng về quê hương vẫn luôn canh cánh bên lòng của chàng nghệ sĩ trẻ này. Giải thích lý do sao không thực hiện chương trình ngay tại quê nhà Tam Kỳ, Quảng Nam, Trường Giang cho biết, hiện tại ở Quảng Nam chưa đủ các thiết bị, điều kiện cần thiết để tổ chức một chương trình tốt nhất dành cho khán giả. Tôi đang ấp ủ một kế hoạch riêng cho quê nhà Quảng Nam, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 2017 để phục vụ hoàn toàn miễn phí cho khán giả ở quê hương. Hai suất diễn cuối vào tối 12 tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng đã khép lại hành trình về quê đầy kỷ niệm của chàng hề xứ Quảng. Điều Trường Giang nhận được nhiều nhất trong chuyến lưu diễn đó là tình cảm của khán giả miền Trung dành cho anh. Đó cũng chính là động lực để anh sớm có một live show trên chính quê hương Tam Kỳ, Quảng Nam của mình trong thời gian tới.